thánh Martino là đấng giàu lòng nhân ái. Hỡi những ai khổ đau hay đến với ngài, nguyện thánh Martino ngài sẽ nâng đỡ uy an. Suốt tháng năm sẽ luôn sống yên lành. Ngài đem yêu thương đến cho đời, ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường, và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm tin. Xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện với nhau, hiệp thông với Thánh Martino. Xin Chúa giữ gìn, che chở, chúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời xin khấn. Xin cộng đoàn cùng chúng con hiệp lời cầu nguyện, dâng những ý khấn hôm nay. Xin Chúa xua tan dịch bệnh. Xin cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý bác sĩ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên được Chúa thương yêu che chở, ban sức khỏe, lòng nhiệt thành quảng đại, tận tâm phục vụ các bệnh nhân.
Xin cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID được chóng bình phục. Xin an ủi các gia đình gặp khó khăn, những người nghèo, những người di dân, những trẻ em mồ côi, những người già không nơi nương tựa, tìm được sự nâng đỡ từ những tấm lòng bác ái. Ba gia đình xin được ơn chữa lành bệnh COVID. Xin ơn chữa lành bệnh COVID cho một ông cố. Cầu cho linh hồn cha cố Giuse nhân dịp lễ dỗ. Xin cầu cho linh hồn ông cố Doan Bao và bà cố Maria và bà cố Teresa. Xin cầu cho linh hồn tổ tiên, các linh hồn và các linh hồn vừa mới qua đời hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thân xa khổ tràn lan ơn thiêng. Ôi yên tiền mình và máu thánh Chúa Kitô thành lương thực núi ta, tiếng nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sung xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bao đảm cho ta một ngày mãi huy hoàng rực rỡ. Chúa đã ban ban bởi trời cho nhân loại bánh có đủ mùi vị thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Ngài là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghìn lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cay và nhớ ơn Chúa,
thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong tuần cửu nhật kinh thánh Martin. Ngày thứ nhất, đức khiêm nhường của thánh Martin. Thánh Martin đã noi gương Chúa Giêsu, đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn người không hề kiêu căng, tự phụ. Người thấu hiểu Thiên Chúa là đấng tạo thành, còn chúng ta là loài thụ tạo. Chúa thương yêu chúng ta như cha thương con và mong ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, người hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Chúng ta hãy noi gương thánh Martin, ăn ở khiêm nhường, vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Lạy thánh Martin, xin cầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng con được lòng khiêm nhường chân chính, đừng ăn ở ngang tàn, mất nết, trái lại, biết an tâm với số phận tùy theo ơn Chúa ban cho. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa Thánh Thần soi dẫn, để thấu hiểu rằng kiêu căng là mưu chướng ma quỷ. Trái lại, vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đường đưa đến hạnh phúc trường sinh. Vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mời cộng đoàn nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Maria luôn luôn lắng nghe và thực thi lời của Chúa. Chính vì lắng nghe và thực thi lời của Chúa, sống lời của Chúa trong cuộc đời, Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ Thiên Chúa, kêu mang con Thiên Chúa làm người. Và Đức Maria không phải dừng lại đấy mà thôi, mẹ luôn luôn suy đi nghĩ lại trong lòng những lời của Thiên Chúa. Hôm nay, bối cảnh Đức Giêsu đang giảng dạy, người ta thấy Đức Giêsu giảng hay quá, phấn khởi quá, người ta chúc tụng Đức Giêsu và cũng chúc tụng người mẹ đã kêu mang và sinh hạ người con cho cuộc đời này. Đức Giêsu nói: phúc thay những người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đức Giêsu luôn luôn khao khát và mong muốn con người của chúng ta lắng nghe và sống lời của Chúa. Một ngày nọ, Đức Giêsu đi vào làng Bethania, vào gia đình Martha và Maria. Tại đây, Martha thì tất bật công việc để mà đãi Đức Giêsu và các môn đệ. Còn Maria thì ngồi chân mà lắng nghe lời của Chúa. Đức Giêsu nói với Martha: chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không sợ bị ai lấy đi. Phần tốt nhất đấy là lắng nghe lời của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, mỗi ngày trong cuộc đời, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời của Chúa. Thế nhưng có một điều là chúng ta nghe đấy, nhưng mà mình không có nhớ và mình không có thực thi trong cuộc sống hàng ngày.
vừa nghe lời Chúa xong, các cha vừa giảng xong, lên bàn thờ dâng lễ là mình quên ngay rồi. Và khi lễ xong về nhà là không còn nhớ bất cứ một cái gì nữa hết. Không biết hôm nay là cha giảng cái gì, cha nói cái gì, mình không có để tâm, mình không có nhớ. Và do vậy, mình không có sống lời của Chúa. Lời của Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta lắng nghe và thực thi. Ngài nói với chúng ta, ai nghe lời của Thiên Chúa và thực thi lời của Ngài, thì giống như là người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn, thì nhà đấy vẫn vững chãi. Còn nếu như mà mình nghe và không sống lời của Chúa, thì được ví như là người ngu dại xây nhà trên cát, mưa sa nước cuốn, bão tá ập vào, nhà đấy bị sụp đổ và sụp đổ tan tành. Vậy thì không phải chỉ nghe mà thôi, nhưng mà sống lời của Chúa. Thưa cộng đoàn, mình có dễ dàng không? Thưa không, nghe đã không dễ rồi, huống chi là sống. Mình không nghe và mình không sống, nên bởi vậy đời sống tâm linh của chúng ta mãi mãi èo ụt, và chúng ta dễ dàng bị suy dinh dưỡng trong đời sống tâm linh của mình. Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta quay trở lại với lòng của mình, để chúng ta gẫm lời của Chúa, sống lời của Chúa, để lời của Chúa mang lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện. Đức khiêm nhường của Thánh Martin. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Thánh Martin có tâm hồn thánh thiện và chan chứa tình yêu. Suốt đời, Thánh Martin đã sống và làm những việc bé nhỏ bình thường, nhưng với một tình yêu phi thường. Thánh nhân đã hòa lại hình ảnh Đức Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thánh Martin luôn yêu thương và phục vụ mọi người. Ngài hằng khao khát và ước muốn được trở nên mọi sự cho mọi người. Hằng ngày, Ngài đem niềm vui và ơn bình an của Chúa đến cho mọi tâm hồn. Ngài giúp đỡ, Ngài an ủi những người đau khổ và chữa lành những người ốm đau và bệnh tật. Hiện nay, chung quanh chúng con có rất nhiều những người đang gặp những khó khăn và thử thách, gian nan và đau khổ. Biết bao tâm hồn đang tuyệt vọng vì ốm đau bệnh tật, biết bao gia đình phải chịu cảnh tang tóc sầu thương, biết bao người không đủ lương thực hàng ngày, biết bao người không có một mái ấm để trú ngụ. Nhờ lời Thánh Martin chuyển cầu, xin cho chúng con biết phó dâng tất cả những khó khăn, bệnh tật và đau khổ cho lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhìn nhận con người yếu đuối của bản thân để cậy trông vào tình yêu của Chúa. Xin cứu giúp tất cả các bệnh nhân và ban muôn ơn phúc lành cho những người đang khổ đau, để chúng con được sống trong tình yêu của Chúa. Amen. Chúng ta cùng hướng về Thánh Martin và dâng lên Ngài tất cả tâm tình của chúng ta.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thánh Martin Oran khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Ban Ai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được ban chưa các nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm và tham gia theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, thuở bình sinh với lòng thương xót vô bờ, người đã giang tay ôm ấp những người khổ đau, thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hay thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin, đưa mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh, và luôn nói theo gương sáng các nhân đức người. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thánh lạy mẹ, chúng con còn cháu Eva, ở chốn khăn đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lo, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sao cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin tha vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trân và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chiêu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cậy rơ thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang. Hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rơ thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rơ thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chúng ta lại gặp nhau vào tối ngày mai lúc 7:30. Nào ta chung tụng chưa? Ta